Hai. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, mình sắp đi ngủ rồi. Rồi. Như các bạn cũng đã thấy ấy, thì cái clip này có rất ít dữ liệu. Và lý do bởi vì làm sao? Bởi vì là dữ liệu ngày hôm đấy là mình cũng sử dụng máy của mẹ mình để quay. Và gần đây mẹ mình đã bị mất điện thoại và là bị cướp. Bản thân mình ấy, khi mà nghe tin mẹ mình bị mất điện thoại ấy, thì mình cũng rất là sốc. Bởi vì trong đấy có rất nhiều là nhiều footage, có rất là nhiều dữ liệu của mình để làm vlog. Và đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Thôi, kết thúc video ở đây vậy. Mọi người hãy like, share và comment cho video này nhé. Và hãy theo dõi mình trên các nền tảng social, như là Facebook thì là Rico Nguyễn này, Instagram thì là Show Hiểu Love Kpop Tha này, TikTok thì là Rico Nguyễn 21 này. Đó, còn YouTube thì là Rico Nguyễn Official. Yes. Thôi bye bye mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.